thời gian gần đây, Hồ Văn Cường thay đổi thế nào mà khán giả nhận không ra? Quả thực, khi so sánh Hồ Văn Cường của thời điểm hiện tại với chừng 2 năm trước, ai cũng thấy nam ca sĩ đã có sự lột xác cực kỳ rõ rệt. Nhắc tới Hồ Văn Cường, khán giả sẽ nghĩ ngay tới chàng ca sĩ trẻ có giọng hát trữ tình ngọt ngào nhưng lại không sở hữu ngoại hình sáng láng. Ăn sân khấu. Hồ Văn Cường có diện mạo bình thường, vóc dáng nhỏ bé, ăn mặc bình thường, nói chuyện giao lưu với khán giả cũng rất trục trè, nghĩa là không giống những gì mọi người hình dung về một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng Hồ Văn Cường của hiện tại lại khác. Thời gian gần đây, mỗi lần nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu đều gây bất ngờ vì thăng hạng ngoại hình. Hồ Văn Cường đã tăng cân nên nhìn có da có thịt hơn, trang phục được đầu tư chỉnh chu, may đo vừa vặn với cơ thể. Từ mái tóc được vuốt keo cẩn thận, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng rồi phong cách biểu diễn cũng tự tin, trò chuyện với khán giả vui vẻ thoải mái và tất cả tạo nên một hình ảnh đầy mới mẻ. Ai cũng thấy, Hồ Văn Cường đang thay đổi theo chiều hướng tích cực và ủng hộ anh hãy duy trì phong độ như thế này. Nhiều người cũng cho rằng danh ca Ngọc Sơn có công lớn trong hành trình trưởng thành của Hồ Văn Cường. Hơn một năm qua, Ngọc Sơn chính là thầy giáo của nam ca sĩ cả về kỹ thuật thanh nhạc lẫn kỹ năng sống. Bởi Ngọc Sơn từng tiết lộ, khi nhận lời giúp đỡ Hồ Văn Cường, anh sẽ không chỉ giúp đàn em nâng cao giọng hát mà cả cách đối nhân xử thế, học tôn sư trọng đạo. Hiếu thảo biết ơn. Ngọc Sơn cũng thường đưa Hồ Văn Cường đi diễn cùng mình để nam ca sĩ có thêm kinh nghiệm trên sân khấu.